Thì bây giờ mình sẽ nói về khái niệm về delegation. Thì hồi học Java thì mình quên mất, nghĩa là mình bỏ sót cái này. Thì bây giờ học Kotlin quay lại thì thấy thì nó một cái cách, nó là một cái cách code để cho nó chuyên nghiệp với cả dễ đỡ đỡ kiểu dễ maintain với cả có thể dùng lại được code. Thì bây giờ mình sẽ thử, trước tiên thì trước khi hiểu về khái niệm, như là hiểu theo nghĩa ngữ nghĩa về kiểu technical, thì trước tiên thì mình tìm hiểu về ngữ nghĩa của nó, thông thường của nó là gì. Thì ngữ nghĩa thông thường của nó là trên từ điển này định nghĩa nó là một cái quá trình mà kiểu đưa cho ai đó cái phần việc hoặc là trách nhiệm mà đáng lẽ ra nó là của mình ấy. Nghĩa là mình kiểu giao phó cho ai đó cái phần việc trách nhiệm của mình ấy, ví dụ như kiểu là đáng lẽ ra việc mà trụ cột gia đình không là của bố không, nhưng mà lúc ấy bố già yếu ấy thì bố giao cho con, thì đấy gọi là bố delegate cho con đấy, delegation đấy, là một quá trình delegation. Hay là ví dụ như sếp mà mệt quá, sếp có một công việc gì đấy quan trọng không, sếp mệt xong rồi sếp bảo thôi mày làm cho anh đi đấy, thì gọi là sếp delegate cho bạn cái công việc đấy, thì đấy gọi là delegation, là sự giao phó ủy thác trách nhiệm công việc. Thì đấy là tìm hiểu chút về concept của cái này thì mình dễ hiểu hơn. Thì mình sẽ có một cái ví dụ ở đây. Thì giả sử mình có một cái interface ở đây là travel booking, nó sẽ có một cái hàm là book. Đấy, thì bây giờ giả sử trong một bối cảnh, một cái context là giả sử sếp bạn muốn bạn viết chương trình đặt một cái vé để đi công tác mà bằng plane, bằng máy bay, thì bạn sẽ tạo ra một cái class này đúng không? Thường thì tư duy sẽ là như này, booking đúng không, implement cái thằng travel booking ở trên đấy, và mình sẽ override lại cái công thức book này, và mình sẽ bắt đầu cắm cúi vào và code ở trong cái này luôn đấy, mình sẽ code cắm cúi mình code book by plane, mình minh họa ở đây thôi. Trong thực tế mình sẽ viết những rất nhiều code trong này, đấy, code đấy. Thì nó cái điều này là một điều mà mình đọc thì họ bảo là khá là ngu xuẩn, bởi vì bạn sẽ không thể dùng lại được đồng code này cho những cái thằng những cái class book khác ví dụ thế. Hoặc là tí nữa nhá, tí nữa mà bắt bạn là sếp bắt bạn là plane đúng không, thầy sếp không thích đi máy bay nữa, sếp bảo thôi anh đau tai anh không đi được máy bay, thì lại đấy thì lại bảo sếp lại bảo là mình thôi em code lại cho anh kiểu viết code bằng kiểu code cho anh cái đặt cho anh cái vé bằng tàu hỏa đi. Bạn đã bắt đầu cắm cuống cuồng lên, bạn sửa code bla bla dưới này, sửa rất nhiều đấy, bỏ hết cái code vừa nãy đi, và code vừa nãy lại cũng không dùng lại được đúng không, xong lại còn vừa nãy bạn code vì hùng hùng chả nghĩa là bạn sẽ không dùng lại được cái đồng này nữa đấy. Đấy thì nó không hợp lý lắm. Thì có một giải pháp mà người ta đưa ra, đó chính là phương pháp delegation. Nghĩa là bạn sẽ cái class booking này nó sẽ không làm cái phần việc mà implement cái phương thức book này của thằng travel booking, mà nó sẽ giao ủy thác cho một thằng khác, một cái thằng class khác, mình gọi là helper class. Đây ví dụ một cái class nó là plane booking, nó cũng implement từ cái thằng travel booking này đấy, nó sẽ là thằng mà làm nhiệm vụ code từ trong này, bạn sẽ code ở trong này, bạn chứ bạn không code ở kia. By plane đấy. Xong giả sử nhá, bạn có
một cái gọi train booking increment, thằng travel booking. By train, ok. Thế thì ở đây bạn sẽ có một thằng cái thuộc tính và nó sẽ lấy cái instance along cái reference là thằng là cái của thằng này. Đấy. Travel booking, travel booking. Nó có bị này. Sau rồi mình có một cái constructor. Ok. Đấy, và lúc đấy mình sẽ dùng cái thằng cái reference travel booking này để mình chấm book đấy, thì nó sẽ gọi, nó có phương thức này đúng không, nó sẽ gọi đến cái thằng instance nào phù hợp ứng với cái reference này. Thì đây thì có phải là cái book này là nó đã ủy quyền cho cái thằng train booking này không, hoặc là thằng plane booking nếu mà tùy tùy vào ấy. Đấy, chứ nó không còn tự ấy nữa. Cái book, các booking này không cần phải lo là làm thế nào để implement được cái phương thức book nữa, thì nó khá là tiện. Nó tiện như nào thì ở đây booking này, booking bằng new booking, mình sẽ khởi tạo ra một đối tượng này, xong mình truyền vào một cái thằng là lên booking ạ, sếp bảo là em book cho anh máy bay vé bay đúng không. Đấy, thì mình sẽ làm như này, nó sẽ chạy chương trình mình cứ gì 6 phút lên booking mình đâu nhỉ, ở đây mình chưa gọi booking đúng không, chấm book ok đấy, thì book thành công rồi, book by plane đúng không. Bây giờ sếp bảo là thôi anh thích đi tàu đấy, thì train booking đúng không. Đấy, bạn vẫn dùng lại được thằng train booking. Sếp lại lại bảo là thôi anh lại thích đi máy bay nữa cơ, quái bom cơ, đúng không? Trong thực tế nó sẽ nảy sinh ra những cái yêu cầu như thế. Đấy, thì nó khá quái bom nên mình cần phải dùng lại, có một nhu cầu dùng lại. Đấy. Xong giả sử mình có một thằng sếp khác nó cũng bảo mình booking chẳng hạn thôi. Thì đấy mình cũng dùng lại được cho cái thằng đấy đúng không? Đấy, nói chung là thế. New chain đấy. Nói chung là mình dùng lại được và không phải viết lại code nhiều lần, khá tiện. Thì code ở Java thì cái đoạn này nó khá là dài này. Cái đoạn mà ủy quyền ấy cho cái thằng booking ấy, thì nó phải nhất là nó phải implement lại cái thằng này, xong rồi nó sẽ thừa thãi ở cái đoạn mà tạo ra cái này này, tạo ra một cái reference, xong rồi lại phải pass vào, xong rồi đấy, xong rồi lại phải override lại cái này, xong rồi gọi cái book, xong lại từ thằng này, xong rồi lại chấm book, nó khá là dòng đoạn đấy. Thì Kotlin thì nó giải quyết được vấn đề này. Đây thì cùng cùng một cái đoạn code là 1 2 3 4 5 6 7 dòng, thì ở Kotlin thì bạn chỉ cần một dòng thôi. Đây class này, my booking này, constructor của MyBooking, hai chấm là increment đấy, cái thằng travel booking này đấy, và by nghĩa là bạn ủy quyền bằng một cái thằng đối tượng book by plane, mà book by plane đã được implement travel booking ấy, thì cái đấy, code bạn thấy nó ngắn hơn rất nhiều đấy. Thì ở Kotlin thì nó làm cho mọi thứ ngắn hơn đấy, thế xong.